lại lúc anh Trim bước ra khỏi phòng, lúc mà đang mông vàng vàng, tôi nói những câu đầu tiên là sao mới sáng sớm mà em đẹp quá vậy, à sao giờ này mà em đẹp quá vậy, ấm lòng. Kinh nghiệm không bao giờ được mua túi to, túi càng to đựng càng nhiều đồ, càng tự hành hạ bản thân. Trời vẫn chưa sáng, chào chú. Mọi người, ngày hôm nay chúng tôi có một cái outfit thiết kế để mà rất là hợp với lại Hồ Tràm. Bởi vì The Grand Hồ Tràm bên kia có cái casino bên kia, thế là chúng mình sẽ lên một bộ đồ để mình đi đánh bài. Không có đồ crocs, không có đồ crocs mọi người. So yes, basically. Hello mọi người, bây giờ đang là 7 giờ rưỡi rồi á. Cảm giác là nãy giờ tụi mình làm rất nhiều việc, nhưng mà mới có 7 rưỡi thôi. Là sao, mất gì dậm chân người ta. Tôi chụp hình. Chị bắt mẹ chị cho em. Hôm nay chúng mình còn nốt một lúc LV nữa. Nhưng mà cái lúc này không chụp ở biển, bởi vì Art Director Yên Hoàng đã là chụp ở khách sạn. Con mũi đập vào đầu tay em chị ơi, con mũi vàng chị ơi, chị đâu. Oh, hay quá. Rồi hay quá trời. Ok. Sao bà chụp tôi mà không khen tôi hay quá? Trả lời coi. Rồi. Ê, ganh tị kìa. Chụp xong rồi thì tiếp tục đến nha. Anh Trim. Chụp. Và tụi mình vẫn đang khá là on time. Ngày hôm nay show sẽ bắt đầu vào khoảng 4 giờ đến 4 rưỡi. Và bây giờ là khoảng gần 2 rưỡi. Giờ Khởi sẽ lên thay đồ, xong touch up thêm makeup thêm một xíu nữa. Và chúng mình sẽ đi xem show thông dong của Adrian Anh Tuấn. Cái đèn nhỏ nhưng mà có vẻ là có vợ. Có vợ không ạ? Đúng. Nhảy đi anh, nhảy đi anh, nhảy cho chị cho anh làm. Này bó cũng được, cái gì cũng có hết mọi người. Muốn mình tên chuyên nghiệp. Nhiếp. Tụi mình đã xong, bây giờ là 3:30 chiều. Trời ở ngoài đang nắng rất là đẹp nhưng mà cũng rất là nóng. Hy vọng là Thái Kèn đã xịt đủ cái lượng keo để mà tóc mình nó giữ. Xinh không ạ? À? Một từ thôi, xinh nè. Wow. Hôm nay là một ngày quá dài với Chloe. Bây giờ là 9 giờ tối, Chloe đã dậy make up từ 2 giờ rưỡi sáng. Tức là Chloe đã dậy từ 2 giờ tới 2 giờ là 12 tiếng. 12 tiếng cộng chồng. A lot of boring math later. Anyway, cái này không phải là Chloe dở toán thì nó cũng mức độ thôi. Cái này là não ngưng hoạt động sau khoảng 20-21 tiếng dậy làm việc liên tục. Anyway, ngày hôm nay coi như là gần xong rồi đó. Giờ Chloe chỉ còn khoảng 20% còn lại là phải get unready ra khỏi bộ đồ này, khỏi cái makeup này và cái tóc rất nhiều keo hairspray từ sáng giờ này. Rất là thích cái makeup này hôm nay của chị Trâm Anh. Cái layout mắt xanh vàng này của anh Trim nghĩ cho Chloe. Oh my
my god, love skincare tui. Sau một ngày quá dài thì Chloe chỉ trông chờ nhất đến cái lúc tẩy trang rửa mặt sạch sẽ như thế này. Đây là nước tẩy trang dành cho da dầu mụn Effaclar Micellar Water của La Roche-Posay, dòng có vỏ chai màu xanh như thế này nè. Bạn này thì có thể giúp làm sạch sâu đến 99% bụi mịn luôn. Những bạn mới khô như Chloe tẩy trang xong là sẽ thấy da chết đang nằm ở đây. Hôm nay thì Chloe được make up hơi kỹ một xíu, chứ bình thường thì Chloe chỉ cần dùng 2 miếng bông tẩy trang thôi là đã thấy da sạch rồi, mà không có bị khô căng đâu. Mấy buổi tối mà Chloe về nhà mệt quá không muốn tẩy trang rửa mặt á, thì sau tẩy trang nhìn mấy cái này thôi nhìn thấy kiểu nó đã. Bây giờ tôi sẽ rửa mặt. Chuyện này Chloe quên mang theo máy rửa mặt. Và bởi vì đợt này Chloe bận quá, kiểu vừa stress vừa make up liên tục quá nhiều á, thế là dưới này đang hơi có nhiều mụn ẩm một chút. Quên nói với mọi người, đây chính là gel rửa mặt dòng hoa cúc Calendula của Kiehl's. Thật ra thì Chloe thường thích chọn dùng sữa rửa mặt hoặc là bọt rửa mặt nhiều hơn, và bạn này là dạng gel. Nhưng mà lâu lâu dùng bạn này lại Chloe vẫn thích, bởi vì cảm giác nó rất là refreshing. Đang suy nghĩ lâu giờ nên đi gội đầu hay là ngày mai gội. Con gái có nhiều thứ tính toán mà. Và tôi quyết định là tôi sẽ đi gội đầu, bởi vì ngày mai muốn được ngủ thẳng cẳng. A little later. Mỗi lần Chloe gội đầu xong là mắt Chloe nó muốn sụp xuống, bởi vì nó quá là relaxing, nó quá là thoải mái. Cho nên bây giờ chúng mình sẽ get ready thiệt là nhanh để sẽ cho Chloe đi ngủ. Lúc nãy Chloe đã rửa mặt xong xuôi hết rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến bước nước thần luôn. Đây là Micro Essence của Estée Lauder. Nó sẽ giúp mình kích hoạt những cái bước sau. Bạn này thì có thành phần lên men, Chloe nghĩ là nó rất là hợp với da Chloe và nó giúp cái hệ vi sinh trên da của mình nó khỏe hơn. Thì điều duy nhất Chloe không thích về cái Micro Essence này của Estée Lauder là cái mùi nó hơi nồng quá, nó hơi men quá. Cho nên Chloe cảm thấy là mình sẽ không muốn hai bàn tay của mình nó có cái mùi đó, cho nên Chloe thường là mình sẽ dùng vào bông. Bước tiếp theo cũng chỉ là bước cuối cùng, bởi vì da Chloe đang không có khỏe lắm, cho nên mình muốn là cái routine nó sẽ tối giản thôi. Và đây chính là Effaclar Duo Cộng. Và nếu bạn nào có follow Chloe từ lâu rồi thì sẽ thấy là Effaclar Duo Cộng sẽ luôn thường xuất hiện trong routine Chloe rất là nhiều, bởi vì bạn này không những là giúp trị mụn mà còn giúp hạn chế tình trạng thâm hay là tái phát. Bạn này thì có thành phần độc quyền là Aquaporin Filiformis. Bạn này thì có thể vừa giảm sưng viêm nè, vừa kháng khuẩn, tăng cường hệ vi sinh trên da cũng như là giúp tái tạo da nữa. Vậy nên là những lúc mà có mụn sưng á, thường chỉ trong 12 giờ là mình đã thấy là mụn nó đã xẹp bớt và đỡ sưng hơn rồi. Chloe thấy á, là khi bị mụn thì chúng mình rất là dễ bị stress, rất là muốn mụn nó biến mất nhanh, nên nhiều lúc chúng mình sẽ cố gắng là nặng mụn. Nhưng mà như vậy á, lại làm da tổn thương nhiều hơn và nhiều lúc là mụn nó sưng to hơn nữa. Những lúc đó thì Chloe thật sự khuyên mọi người là đừng nên tham dùng nhiều bước quá, mà hãy tập trung vào những cái bước đơn giản thôi nhưng mà hiệu quả. Vì mụn là một cái bệnh lý về da rất là thường gặp, cho nên mình càng phải chăm sóc đúng cách. Vậy nên Chloe cũng muốn shout out một chút cho La Roche-Posay. Đây là một brand mà luôn đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu, với lời hứa là vì da tuyên thệ của mình. Nên Chloe khuyên mọi người hãy chọn những nhãn hàng dược mỹ phẩm uy tín như là La Roche-Posay để mà chăm da mình tốt nhất nha. Uff, cuối cùng đã xong skincare. Bây giờ thì Chloe sẽ xây tóc nốt, rồi mình sẽ ngủ tay. Oh my god, cuối cùng thì ngày hôm nay nó đã kết thúc được rồi. Đúng. Hôm nay thì chúng ta có một bữa tiệc 10 năm và Ly rất là vui khi các bạn đến đây, rất là đông đủ thực sự luôn. Em gái mà chúng mình đã tình cờ gặp nhau trên mạng thôi, nhưng mà xong rồi sau đấy lại kết nối, có những buổi nói chuyện ở Metropole đến tận 10 giờ đêm. Đấy chính là Chloe ạ. What's in my bag? Màu phong phú. Hồi nãy Chloe nghĩ là mình sẽ mang mình sẽ đi, nhưng mà Chloe nghĩ là mình sẽ cần phong phú hơn. Thế nên là Chloe đã đánh đổi và Chloe đã ăn viên kẹo trước.
hết ấn tượng tích hết. Nhân đôi lên cái túi thì nó nhỏ lại và nó xích cũng thế. Nó tạo nên cái sự tương phản về tỷ lệ. Đây là phiên bản nanogram, không phiên bản nhìn nanogram thôi. Hơi viên thịt. Đúng rồi. Với đôi khi chắc là cũng không còn sai gì, cũng được phóng đại luôn, cũng được phóng đại cái chi tiết này luôn. Nó phân dạ, cái này nó hợp phần chị đẹp luôn. Nó match với cái đường này. Ok. Các cái phun lúc này quá. Dán phơ kia. Và chắc là đây là lần đầu tiên của mọi người được vào Nhật Lập. Và lúc mà trời tối như thế này thì nó rất là một cảm giác rất khác khi mà vào đây sau 3 ngày. Hôm nay tụi mình sẽ đi event Women of Our Time của The Free Stance, là một event tôn vinh những người phụ nữ. Và mỗi năm thì người thấy là The Free Stance sẽ có một đêm trao giải như vậy. Và năm nay làm ở Nhật Độc Lập nên mình rất là hào hứng. Free Stance xin gửi lời chào rất nồng nhiệt đến tất cả các vị khách quý đã có mặt ở sự kiện Women of Our Time 2023 ngày hôm nay ạ. Nghệ sĩ mà không có tình yêu và cảm xúc ấy, thì chắc chắn sẽ rất là khó. Tình yêu cảm xúc phải rất là tốt thì bạn mới có thể thăng hoa và làm được nhiều việc hơn. Đam mê của mình, cái tình cảm của mình dành cho cái con đường nghệ thuật đó của mình, nó không phải là đúng hay sai, mà cái hành trình đó mình chọn cho bản thân mình cuối cùng mình có hạnh phúc hay không. Chúng tôi xin hứa là sẽ cố gắng hoạt động nghệ thuật một cách nhiệt huyết nhất, cháy hết mình vào một cách văn minh nhất. Xin cảm ơn. Ôi mình đi. Opening night. Hai chị, tôi rất là đói. Thì về Khôi nghĩ là vlog này cũng rất là dài rồi. Mình sẽ kết thúc vlog ở đây. Một vlog bận rộn. Nhưng bận rộn là chủ biết hả? Và chắc là vlog này cũng bận rộn vậy thôi. Quá là dễ thương, một surprise cho các bạn Epodo ở Gia Thời. Mặc dù Khôi là khách cuối cùng ngày hôm nay. Ăn hai. Tôi làm đồ bếp. Oh wow. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog này. Và tôi và Yến Hoàng sẽ gặp mọi người vlog lần sau. Stay gorgeous.